có thể bạn chưa biết. Thay vì trực tiếp đến Canada rất sớm từ những năm cấp 3, các bạn hoàn toàn có thể du học online ngay tại Việt Nam, mà bằng cấp lại được công nhận bởi Bộ Giáo dục Canada. Điều này có nghĩa rằng bạn hoàn toàn đủ điều kiện trở thành sinh viên các trường cao đẳng, đại học, hàng đầu thế giới, nhưng lại chỉ cần học tại Việt Nam. Việc này sẽ tiết kiệm một khoản chi phí vô cùng lớn và giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong trường hợp bạn phải một mình trực tiếp đến Canada ở độ tuổi còn khá trẻ. Vậy, làm thế nào để tìm được trường uy tín và chất lượng? Cùng I'm Sure Learning tìm hiểu và giải đáp các thắc mắc trong phần tiếp theo của video nhé! Trường Trung học Phổ thông Freedom High School ra đời do Bộ Giáo dục Canada cấp và hiện nay là một trong số ít trường luôn đứng đầu về chất lượng giáo dục trong các trường online của Canada. Du học online có thực sự nhận được bằng cấp có giá trị? Trường Freedom High School được Bộ Giáo dục Canada cho phép cấp bằng OSSD cho học viên sau khi học viên đáp ứng đủ các điều kiện tốt nghiệp. Học viên hoàn toàn có thể sử dụng OSSD trong việc làm hồ sơ ứng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Ngoài ra, khi lựa chọn Freedom High School, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì thứ nhất, tất cả chi phí sẽ được báo một lần duy nhất, không phát sinh bất kỳ khoản phí nào trong quá trình học. Thứ hai, bạn có thể học bất cứ thời gian và thời điểm nào, chỉ cần có kết nối Internet. Thứ ba, 100% học viên sau khi tốt nghiệp Freedom High School được công nhận tại Canada và các quốc gia khác. Thứ tư, tất cả giáo viên tại Freedom High School đều được chứng nhận và cấp phép hoạt động tại Ontario và sẵn sàng hỗ trợ học viên bất kỳ lúc nào học viên cần. Đây là một trong những điểm siêu việt của học online. Bên cạnh đó, lựa chọn số online giúp bạn tiết kiệm chi phí rất lớn so với việc học trực tiếp tại Canada, trải nghiệm nền giáo dục Canada ngay tại chính quê hương Việt Nam và khi có nhu cầu trực tiếp sang Canada du học, bằng điểm của bạn từ Freedom High School hoàn toàn được chấp nhận bởi bất kỳ trường trung học Canada nào mà bạn theo học. Như vậy, quý phụ huynh sẽ không cần đắn đo việc phải cho các con đi học sớm ở nước ngoài vì có thể học tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn có bằng trung học của trường Canada và vẫn đáp ứng điều kiện để vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Tất nhiên, chi phí sẽ được tiết kiệm rất nhiều. Freedom High School là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho việc định hướng du học tại Canada. Hy vọng video mang đến những thông tin hữu ích đến quý phụ huynh và các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ với IMG Learning.